Yo, hello, what's up chào em nha, quay trở lại với channel mình đây, từ từ đường phố đấy mọi người nha. Chào anh em game phải tài chiến mình từ từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chưa? Video cho anh em xem video, vẻ đầu video anh em subscribe và một đăng ký kênh cho nó phát triển nhạc của anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đến với cái series đó là nhanh tay nhận gift code các bạn. Chà, lâu lắm rồi chúng ta mới lại có series này các bạn. Các bạn thì như đã thông báo anh em từ video trước thì hiện tại trong tay tôi đang có vài chục gift code nên là sẽ lên series này cho anh em chơi trong tuần này. Ok, mỗi video nhanh tay gift code thì tôi sẽ ném đâu đó 10 đến 15 con đe trong video thì anh em theo dõi ở các buổi công chiếu để nhanh tay nhận nhé. Rồi anh em đến sau đến trận thì có thể đăng ký kênh và theo dõi các video sau để nhận thêm code. Và tiện đó thì ở clip ngày mai thì chúng ta tiếp tục hành trình neo đậu thần các bạn, và mai tôi sẽ cố gắng vượt ải đến tầng 710 các bạn, 701 các bạn. Hiện tại là 695 rồi, chúng ta chỉ còn vài ải nữa thôi là hoàn tất được cái này. Mai thì sẽ lên team deal đến deal team làm sao cho nó qua được map các bạn. Và vẫn nhờ mức độ hôm qua thì hiện tại chúng ta đang bị kẹt ải các bạn. Vậy ta đang bị kẹt ải. Rin B đấy là cái trận này đánh nó gần như không có giá trị nhiều các bạn. Chúng ta thử bỏ Rin B ra anh em. Cái trận đầu này thì thôi cứ xem anh em, dù sao mới vào cứ xem. Có đen thì nó sẽ hiển thị trên video các bạn nhé. Anh em chịu khó xem và các bạn nhập nha anh em nhé. Có thì anh em nào nhanh tay thì được, bạn nào chậm tay thì thôi. Bạn nào nhập được thì nhớ comment để anh em khác biết ạ. Không nhiều bạn là ý kiến là cảm ơn nhiều. Còn nếu bạn là chậm tay mà vào sau và muộn còn chưa kịp thì nhớ đăng ký dõi theo kênh. Đó, ở video sau tôi sẽ tiếp tục. Hôm nay sẽ có hai buổi công chiếu, một buổi ở buổi trưa và tối nay sẽ có thêm một buổi nữa, anh em chú ý dõi theo bạn nhé. À, ừ nhỉ, nếu trận này không được tí chúng ta thử đáo qua ấy các bạn. Đáo cô lù xuống tí với ba ổn không ta? Ui cũng căng lắm bạn, ui rồi chưa gì hết đó, bàn căng rồi các bạn. Bỏ đi các bạn. Bây giờ chúng ta phải đào tim lại các bạn, đào tim như này. Nếu như tim kia ăn được trận 2 thì chỉ cần mới sắp lại cái tim trận 1 này anh em. Ủa cũng vậy các bạn. Có vẻ như là cũng không không cá khẩm hơn là bao nhiêu anh em. Có vẻ như là cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu các bạn. Không khá khẩm hơn bao nhiêu anh em. Trận này thì vẫn cứ là victory các bạn. Rồi ok. Bây giờ đổi cu lù lên trên được không? Rồi ok, bạn đổi cu lù lên trên xem là có kéo lại được không. Đầu này nghe vẫn ban căng lắm các bạn. Sốc của lù vẫn kéo tốt đấy, nhưng vẫn kéo tốt các bạn. Sốc của lù thì vẫn kéo tốt. Zin B nó yếu thế đấy nhở, nó qua đâu nhà tôi sẽ yếu thế ra không vào, không dậm được quả ulti nào các bạn. Ô ô ô, bằng một cách thần kỳ nào đấy chúng ta đã win được rồi các bạn. Không xem rồi, thế thôi được rồi anh em, từ từ để xem ạ. Uầy, nhiều khi ham bỏ qua, tất nhiên bỏ qua để đỡ khỏi hồi hộp các bạn, vì đánh nhiều khi cay lắm. Nhưng thật sự đáng tiếc anh em bỏ qua để bỏ lỡ những cái đẹp. Bạn ấy không hiểu sao vẫn thể win được ạ. Chắc là anh ba có cơ hội là cù lù sống được anh em. Ok, hiện tại code thì đang hiển thị trên video nha anh em, nhớ lấy. Các bạn chậm tay thì cứ từ từ tí nó hiển thị lên thôi anh em. Úi dồi, úi dồi. Toàn lực dấu, dốc toàn lực vào nào. Rồi. Ok, lại qua màn. Tiếp tục anh em, 96. Tầng 696 bạn. Trận này tôi nghĩ dễ ăn rồi anh em. Quay, từ từ các bạn, rút lại lời nói đấy. Từ từ anh em rút lại lời nói đấy các bạn. Vừa mới khen câu đã thấy toang rồi các bạn. Vừa mới khen được câu đã thấy toang rồi anh em. À, cũng không nên nói các bạn, vẫn dễ. Vẫn là dễ anh em, vẫn là dễ các bạn. Chấp. Chấp cả Uta. Đội mình chỉ cần sống qua được lượt này thôi là victory anh em. U.
Victory các bạn. Nhìn thấy nhưng còn qua lượt đang thấy Victory chắc kèo rồi. Tem Lufinica tôi chưa bao giờ mất tự tin các bạn. Riêng Colo hiện tại bá luôn các bạn, bá cháy luôn đó. Giờ debut lên được hai cháu thì ngon, vẫn đang cố gắng lâng các bạn. Nhưng mà hy vọng cho Lufinica thứ hai thì nó hơi ban căng các bạn. Ui rồi. Ây da, căng thế nhờ. Ui rồi. Ngọt quá ngọt các bạn. Quá căng các bạn. Ui rồi. Victory 696 xong các bạn. Rồi ok. Tiếp tục bạn đến 697. Chín bài đâu mở ra nào, hạ tặc la bà rồi anh em, buồn thế nhỉ. Đậu thần 697 các bạn, vào đánh luôn, không cần nói nhiều bạn, cứ vào đánh luôn. Rồi rồi, tôi nhìn thấy trận này nghe chừng chữ win vẫn phải đứng về phía phía chúng ta rồi anh em, có vẻ chữ win vẫn đứng về phía chúng ta rồi. Nami Jin B đâu, Jin B qua đồ anh ba. Săn của lù rồi ok các bạn. Qua lượt chắc đội bạn đi. Ui nửa cây các bạn biết ngay mà. Đội bạn cú sốt hơi căng các bạn nha. Đội bạn nói thế rồi nhưng đội bạn cú sốt căng nhưng mà không sao. Nó cũng nó bút cho đội mình cũng gần ok rồi. Qua lượt này nữa là Victory, tôi đánh bại các bạn. Đánh Golo thế thôi anh em, cần gì nhiều. Lufinica nào. Úi giời, bắn. Bén thế. Quá là ok luôn các bạn. Úi giời. Tốc độ xuống tí anh em xem cho nó mượt mà. Chữ ráo C. Hẹo thì lại hồi sinh anh em, không sao cả. Đấy nhờ số cứ bắn tỉa tỉa thôi anh em đấy, cứ tỉa tỉa nhẹ thôi các bạn. Úi rồi cứ tỉa tỉa thôi anh em mà hơi bị chất lượng các bạn nha. Úi nhìn cứ bắn tỉa tỉa nhẹ nhẹ thôi nhưng mà chất lượng thật sự các bạn. Úi nào, Shiraoshi Buki Buki. Úi rồi mượt hẳn các bạn, tem hồi máu liên tục các bạn, đầy máu chưa hẹo được các bạn. Nổ cứ nhặt dần anh em. Usopp thì bắn tỉa. Úi giời. Ồ cũng nhanh nha, không là thua đấy bạn nha. Không kịp là thua đó. Có lên nào toàn team, có lên nào, không kịp là thua giờ. Còn mình ngây. Rồi. May quá vẫn victory các bạn. Rồi, ngọt ngào luôn. Thế là hôm nay chính thức phá đạo rồi. 698. Hôm nay chính thức tôi phá đảo anh em. Hôm nay chính thức sẽ phá đảo anh em. Phá đảo đậu đôi nha. Hôm nay phá đảo đậu đôi nên chắc kèo nha. Không phá phải phá được các bạn bằng mọi cách luôn. Rồi anh ba. Cô lù đâu? Cô lù lên debut phát nữa anh em. Cô lù lên phát nữa. Rồi, qua lượt 1. Đội bạn chỉ cần không qua được lượt hai này thôi anh em là không còn gì nói nữa các bạn. Trận đầu đánh vẫn nhanh các bạn nhá, ba lượt xong rồi anh em. Nhưng cái meta giờ hơi buồn, những cái trước toàn một lượt với một anh em, đánh không qua nổi một lượt. Giờ thì có vẻ vẫn là kéo dài hơn ngày trước các bạn. Qua team trúng độc nó phải lên 3 4 lượt, ngày xưa tèm đánh ké là chỉ một lượt một thôi anh em, cứ Zoro mà chém thôi. Mà giờ Zoro chém thì không ăn thua như trước rồi, Uta vậy anh em chọc cũng không ăn thua như trước nữa, chỉ có boss thôi. Đây bạn em crack thôi anh em. Đó, Nijin rồi đánh rất là đau luôn. Shiraoshi Nami nào. Ok. Colo đạp được hai không? Chưa các bạn, đạp không hẹo nổi rồi anh em. Chú cũng căng đấy.
Này còn mà Musi. Usopp. Hay quá. Nhưng mà trận của Kulu tôi vẫn tự tin là win anh em. Khả năng thua rất là thấp các bạn. Misa, các bạn sắp hẹo rồi anh em. Lâu nhỉ, bắt đầu để về nhìn đánh mới thấy anh em đánh lâu ngày xưa. Thời meta đánh ké còn đánh rất là nhanh các bạn, giờ đánh cứ chậm chậm các bạn, 3 4 nhịp. Nhưng mà xem này nó lại vừa tầm các bạn. Đúng rồi, đạp bay. Crash à. Yamato. Bungie hạ được một cháu không? Để xem nào. Ui, nếu được một cháu anh em. Bungie. Không bạn, cũng không hạ được một cháu anh em. Ok, Victory. Victory các bạn. Rồi 699. Hai ván nữa thôi. Còn hai ván nữa thôi là sẽ kết thúc trận đấu rồi. Quá là đỉnh các bạn. Thế là hôm nay phá đảo rồi anh em. Chính thức phá đảo. Luffy nào. Rồi. Hết nhịp này thôi anh em. Đội bạn có muốn nhịp này nữa thôi anh em. Đây cụ lùn lên đấm vào hay nhìn trong chiến thật sự. Ôi mà sát thương này chính đến từ anh ba các bạn nhé. Không đùa được. Tính ra tem này đánh đâu các bạn ấy. Tem này đánh đâu hơn tem của anh nô cụ lù các bạn. Cụ lù đánh rất là nhanh gọn đẹp luôn. Nhưng mà team này đánh rất là lâu các bạn. Lâu hơn. Nhưng không sao anh em, lâu thì lâu, win là được. Luffy. Ôi đội bạn gần như đứng cho đội mình đánh thôi anh em. Ok, gần như đội bạn đứng cho mình đánh thôi anh em. Shiraoshi. Vừa giải phóng cái này gần như hẻo hết rồi. Inuzashi. Càng đấy, úi dồi, Usopp, úi dồi. Rồi, Jinbe. Quá đỉnh các bạn. Nhìn thấy Victory các bạn. Cô lù, một đạp nào, ai đây. Úi dồi, Marco nằm xuống. Gọn các bạn. Ok, đây cho bạn nào nhớ được ghi code rồi, nhớ comment anh em nhé. Ngoài ra thì anh em thú series đừng quên like, share và comment tôi biết ạ. Và anh em lấy được nhớ comment nhé, nhiều anh em ý kiến ạ. Các bạn đã chậm tay thì vẫn nói là anh em phải lo, tôi vẫn còn anh em. Chắc series này phải được 4 cái video, bởi vì hiện tại tôi đang có hơn 30 code rồi mà, 30-40 code rồi mà. Và tôi chỉ tặng trên video thôi nên anh em không cần phải IP riêng ạ. Đó, anh em nào hứng thú thì cứ đăng ký và dõi theo channel thì kiểu gì cũng nhận được các bạn, yên tâm. Ok, trận thứ 700 này nghe biến các bạn, nhìn thấy biến số rồi anh em. Rồi lại là bản anh em. Đùa thề lại là bản các bạn. Thâu nào bạn ơi. Ok. Nữa nát nữa các bạn. Ok bạn đào team nào. Trận đầu bỏ qua anh em. Trận đầu nó 3 win rồi các bạn. Trong trận 2 nào. Ồ, trận 2 cũng vậy anh em, 2 big mom các thứ. Lo nhà mình kịp ulti trước không mới quan trọng ạ. Ui. Vấn đề là lo nhà mình không kịp anh em. Ok, các bạn xem nào. Ra mặt tôi nên thay Jinbe xem có ổn không các bạn. Ổn hơn không khi để Yamato thay Jinbe các bạn. Lạc thế nhờ. Hải cuối nó khác các bạn. Ok bạn nát rồi, nó cho chúng ta qua màn luôn anh em. Chưa thể mở tầng tiếp theo. Phá đảo.
Ok các bạn nha, phá đảo đội đô anh em. Đó, tầng 1, tầng 2 phá đảo. Ok, tạm thời video kết thúc đây. Anh em hứng thú với xe này đừng quên đặt kênh một like và một subscribe. Và đừng quên ý kiến các bạn ở phần comment. Video kết thúc đây nha. Bye bye người.